Kính chào các bác, em là Hà đến từ Đồng Đông Sơn. Ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác về một bộ ngũ sự và có cái màu đó là màu hun nâu giả cổ mà đang được rất nhiều các bác quan tâm của bên em. Bộ ngũ sự này thì có kích thước cao 50cm và gồm có một đỉnh, hai hạt và hai chân nến. Thì em mời các bác theo dõi cái video này với em thì để cùng hiểu rõ hơn về cái bộ ngũ sự này các bác nhé. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác về chiếc đỉnh. Đỉnh thì sẽ được đặt ở chính giữa của không gian thờ và đỉnh thì sẽ có nắp nghê, hai tay mây và ba chân lân. Thì em sẽ mời các bác xem từng chi tiết của cái đỉnh này các bác nha. Trước tiên là về nắp nghê. Nắp nghê thì ở trên đây là sẽ là nắp nghê ôm cầu và được ngự ở trên nắp. Thì nắp nghê thì có cái vai trò là xua đuổi những cái tà khí xấu để mang lại những cái vượng khí tốt cho gia chủ. Em sẽ quay cho các bác xem ở bên trong. Đây là bên trong của nắp nghê các bác nhé. Dùng để đốt hương trầm đấy ạ. Phía bên dưới là hai tay mây. Hai tay mây sẽ được đúc liền cùng với đỉnh các bác nhé. Và ở giữa thì sẽ là ba chữ phúc lộc thọ sẽ được cài nổi ở đây ạ. Đây, em mời các bác xem. Phúc thì sẽ mang lại những cái hạnh phúc đến cho gia chủ. Lộc thì sẽ là cái tài lộc. Và thọ thì sẽ là cái sự trường thọ cho gia chủ các bác nhé. Phía bên dưới thì sẽ là mặt song long chầu nguyệt. Song long sẽ chầu hai bên của mặt nguyệt các bác nhé. Các bác nhìn từng các cái đường nét của rồng được cày nét rất là sắc nét. Từng chi tiết một được các bác nghệ nhân chạm khắc rất là tinh tế luôn đấy ạ. Phía bên dưới, các bác nhìn phía bên dưới này. Ba chân lân sẽ được đúc liền khối luôn cùng với đỉnh. Và đây thì sẽ là đế của đỉnh các bác nha. Tiếp theo hai bên của đỉnh sẽ là cặp hạt. Đây là hạt ngậm hoa sen ngự trên lưng rùa các bác nhé. Và hạt thì có ý nghĩa là tượng trưng cho mặt trời, tượng trưng cho hành dương. Và rùa thì sẽ tượng trưng cho hành âm. Có hạt, có rùa thì sẽ có cái sự là trường tồn, trường thọ. Cũng như là liên kết trong gia đình sẽ được chặt chẽ. Và hoa sen thì sẽ tượng trưng cho sự thanh cao các bác nhé. Các bác nhìn từng cái họa tiết của hạt này, dù là mắt này hay là từng chiếc lông, được các bác nghệ nhân chạm khắc rất là mềm mại, rất là có hồn luôn đấy ạ. Và cuối cùng thì sẽ là cặp chân nến được đặt hai bên của đỉnh. Cặp chân nến, các bác nhìn này, đây là hoa sen nhé. Đây là sen thì nhà em sẽ tặng kèm cho các bác khi các bác mua bộ đỉnh này. Đây là phía bên dưới của đỉnh sẽ là đĩa nến. Đĩa nến thì sẽ được khắc chạm rồng và phượng. Đây các bác nhìn từng họa tiết của rồng phượng đây. Được chạm khắc rất là mềm mại đấy ạ. Phía bên dưới thì sẽ là bốn tứ linh. Có rồng là long ly quy phụng các bác nhé. Đây là rồng này. Đây là ly này. Đây là quy. Và đây là phụng, đây là bốn tứ linh mà có cái uy quyền nhất ở trong phong thủy. Và đặt ở bên trái thì tượng trưng cho hành dương. Đặt bên phải thì sẽ tượng trưng cho hành âm. Có nhật, nguyệt, hòa hợp thì vạn vật sẽ sinh sôi nảy nở các bác nhà. Và đây là một trong những bộ mà bên em đang được rất là nhiều các bác quan tâm. Thì có rất là nhiều các kích thước khác nhau để phù hợp cùng với không gian thờ nhà mình. Để kết thúc cái năm 2021 thì các bác có đang tân trang lại không gian thờ nhà mình thì có thể liên hệ đến bên em. Và qua số điện thoại đó là 0963 378 563 cũng là số hotline, cũng là số Zalo của em luôn. Thì em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.